Đây là mức giá khá là hời và mình cũng chắc chắn với các bạn luôn là trong thời gian tới, phiên bản Jordan 1 Low Vintage Grey sẽ còn lên giá hơn bao giờ hết nữa đó. Và như các bạn đã thấy ở đây, trên tay mình là một phiên bản Jordan 1 Vintage Grey. Bỏ qua phần vintage một chút đi, chúng ta hãy đến với đường màu xám trên thiết kế này nhé. Thoạt nhìn từ những cái ấn tượng đầu tiên thì mình liên tưởng ngay đến cái phiên bản Jordan 1 Low Vintage Grey từ cái cách sử dụng đường màu xám ở trên khu vực mũi giày này, kéo đến những cái đường lỗ sỏ và sang đến khu vực gót, suốt ở hai bên, nào là logo Jumpman ở lưỡi gà, biểu tượng Wings ở gót, hay sử dụng đường màu trắng với phong cách chặn màu. Tuy sở hữu phong cách giải màu giống nhau là như vậy, nhưng phiên bản Vintage Grey đây sẽ sử dụng một đường màu xám có phần đậm hơn, vô tình chung lại ăn khớp với cái hướng vintage mà thiết kế này đang hướng đến. Và cái nét vintage ở trong cái thiết kế Vintage Grey này sẽ xuất phát từ đâu? Rõ ràng thôi, đó chính là một bộ đế giữa sử dụng một đường màu vàng ngà, một cái đường màu mà đặc trưng của những cái vẻ xưa cũ. Và như mình đã nói ở trên, cách mà hãng đã sử dụng một đường màu xám đậm hơn để kết hợp với cả một cái đường màu vàng ngà mang đến một cái tổng thể thiết kế nhìn rất là đẹp và bắt mắt, phù hợp cực kỳ rõ với cái phong cách vintage mà mình đã nói ở trên. Và để hoàn thiện cho thiết kế này thì hãng cũng đồng thời để thêm một cái bộ đế màu xám coi như là tông xoẹt tông với cả toàn bộ khu vực upper, khiến cho tổng thể thiết kế của đôi giày rất là đẹp và hài hòa. Các ông đừng có coi thường cái chi tiết này nhá, tại vì rất là nhiều đôi giày rồi sử dụng rất là nhiều những đường màu đẹp, nhưng mà ở phần đế chúng sẽ chỉ để một cái bộ đế trắng nguyên thôi, nên là đây là một cái điểm cộng rất là lớn cho thiết kế Vintage Grey này đấy. Bắt đầu ấy, khi mà mình nhìn thấy đôi giày này cũng như là mình nhìn thấy cái bộ đế vintage như vậy, và mình cũng có một cái thắc mắc, đấy là liệu rằng cái phiên bản này sử dụng một cái đường màu vàng ngà ở trên khu vực upper thay cho một cái đường màu trắng tinh này thì liệu chúng có đẹp hơn hay không? Các ông nghĩ sao? Để lại dưới comment cho chúng mình biết nha. Và ở thời điểm hiện tại, để sở hữu một đôi Jordan 1 Low Vintage Grey, các bạn sẽ phải bỏ ra trong khoảng tầm 6,8 triệu cho một đôi giày. Đây không phải là mức giá quá rẻ, tuy nhiên các bạn sẽ sở hữu một phiên bản Jordan 1 Low sử dụng đường màu phải gọi là hot hit trong khoảng thời gian vừa qua, đường màu xám, sang chảnh, dễ đi, dễ phối, cộng thêm sự độc đáo đến từ cái nét vintage mà hãng đã gửi gắm qua một vài chi tiết như vậy. Thì mình tin đây là mức giá khá là hời, và mình cũng chắc chắn với các bạn luôn là trong thời gian tới, phiên bản Jordan 1 Low Vintage Grey sẽ còn lên giá hơn bao giờ hết nữa đó. Nên là hãy cóp chúng nhanh đi, vì chúng rất là đẹp. Và đó là tất cả những gì về phiên bản Jordan 1 Vintage Grey mà mình muốn mang đến cho các bạn một cái nhìn rõ nét nhất. Các ông thấy sao? Đẹp không? Đẹp á thì nhấn nút like đi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.